Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là cài đặt cửa hàng Play hay là CH Play cho con điện thoại Oppo A93s 5G. Con này là con sách tay của Trung Quốc nhá, thế nên là nó sẽ không có CH Play. Bây giờ mình sẽ vào trong cài đặt cho bạn coi thông tin con điện thoại này nhá. Đây, giới thiệu về thiết bị này. Đó, đây là con Oppo A93s 5G này. Con này thì nó có cái modem đó là PFGM00 này. Nó đang chạy phiên bản Android 12 nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình một cái trình duyệt ở trên con điện thoại này. Ví dụ ở đây mình sẽ vào cái trình duyệt này nhá. Sau đó là ban đầu thì nó ở cái màn hình như này nhá. Ban đầu nó sẽ ở cái màn hình như này. Thì bây giờ các bạn sẽ vào đây, các bạn gõ này. Và ban đầu cái bàn phím này thì nó chưa có bàn phím tiếng Anh như này đâu nhá. Thì các bạn sẽ vào cái biểu tượng này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào là English 26 ký tự này. Các bạn gõ cho mình vào là Google nhá. Google.com này, .vn nhé. Các bạn bấm đi này. Sau đó là các bạn sẽ bấm vào ô này để chúng ta tìm kiếm với từ khóa là Play Store. Play này, Store này. Đó. Android 12 cách APK nhé. APK này, các bạn bấm tìm kiếm này. Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái link của APK Pure nhé. Các bạn bấm vào đây cho mình. Đó, sau đó là các bạn sẽ kéo xuống phía dưới đây này. Các bạn bấm cho mình là tải về APK này. Rồi các bạn lại kéo xuống phía dưới đây này. Đó, ở đây thì nó sẽ hỗ trợ từ Android 6 trở lên này. Cấu trúc thì đầy đủ hết này. Đó. Các bạn sẽ bấm cho mình vào đây nhé. Đây, các bạn bấm cho mình là tải về APK. Các bạn bấm vào cái mũi tên này cho mình. Rồi các bạn sẽ bấm tắt quảng cáo đi nhé. Rồi đây thì mình sẽ bấm là download để mình tải về này. Các bạn có thể là bấm vào cái ba gạch này để chúng ta xem cái quá trình tải về nhé. Các bạn bấm vào download này. Đó, đây nó đang tải về nhé. Đây, thực ra thì trước đó mình cũng đã tải cái file này về rồi nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ bấm vào là allow này. Nó đang chuẩn bị cho các quá trình cài đặt này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là install nhé. Rồi nó cài đặt xong rồi thì các bạn có thể là bấm vào là open này. Rồi các bạn có thể là bấm vào đăng nhập nhé. Đó, bây giờ thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây. Hoặc là các bạn chưa có tài khoản thì các bạn có thể là bấm vào tạo tài khoản. Sau đó là các bạn chọn dành cho mục đích cá nhân của tôi. Rồi các bạn sẽ điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta tạo một tài khoản Google mới để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. Đó, đây, nó đã cài đặt xong rồi này. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là cài đặt cửa hàng Play hay là CH Play ở trên con điện thoại Oppo A93s 5G thành công rồi nhá. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi cái chia sẻ tiếp theo của mình. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.